Hello, chào mọi người đã quay trở lại với S Reaction. Và hôm nay tụi mình sẽ reaction một MV mới của Hương Giang Idol. Em hơi mệt với bạn thân anh. À. Nghe đã biết nội dung kiểu lại bắt đầu người thứ ba này, các không thứ. Không phải người thứ ba. Hay là cái gì? Mà là bạn thân khác giới. Bạn thân khác giới. À, là bạn là tiếp nối của Adopda phải không? Lúc đầu cứ chờ mãi chị không có ra cái phần 3 của cái ấy ấy. Nếu mà chị có coi được cái reaction này thì tụi em vẫn ngồi đây và chờ cái phần 3 của chị. Bài này ngắn có 4 phút thôi, không như những bài trước của Hương Giang. Hương Giang Entertainment. Hương Giang Entertainment. Ồ, lập công ty luôn rồi. Wow. Xe đẹp quá. À. Thực ra thì mình có ấn tượng không tốt lắm với lại trang pháp, bởi vì là chị này thì chị hay viết những cái lời nó rất là gượng. Yêu nhau. Chờ con nào đây? 10 năm làm bạn. Yêu bạn à, cái hộp to hơn là phải mua cái hộp y chang mà phải to hơn mới chịu. À, Shopee của Hương Giang. Quảng cáo Shopee. Ây chà. Ây. Bạn thân 10 năm. Chúc anh mừng kỷ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau. Anh nhìn, tôi nhìn tôi tưởng anh chạy Grab. Bật màu sắc cho Huyền đọc. Ôi vô duyên nhở, đang coi tự dưng bật kênh khác. Sao bản thân của người yêu mà vô duyên nhở? Cái bài này nó sẽ theo cái concept là kiểu lố lên mọi thứ hay sao? Ừ đúng rồi. Nó kiểu nó over lên. Ừ chứ ở nhà mà không ai uống tóc trên biển như vậy hết. Tao thấy đúng kiểu tình trạng chung như này. Mày cũng thấy đúng không? Mày cả người yêu mày cũng thấy đúng không? Tao không thấy, tao thấy tình trạng chung như thế. Trời. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Cái gì vậy? Trời. Thằng người thằng yêu này nó cũng tư tưởng thế cơ. Thằng người yêu này nghiệt chứ. Thực ra là cái việc bạn người yêu và bạn thân này là một trong những cái câu nhìn thấy ghét rồi, trời đất ơi. Trời đất ơi, lả lơi trời. Trời cái gì mà lao bàn mà phải dày vậy má. Mặt mình quen ta thì quen. Nhưng mà sao cảm giác như là cái chị bạn thân qua nhà người ta như đúng rồi. Cảm giác như là cái chị bạn thân này hơi hả? Chưa chén ý. Tự dưng toàn mặc đồ mấy cái đồ hở du ra. Kiểu như là tao cũng mày đâu. Không, hay là chị đừng có cảm tình với anh này. Tao nghĩ thế. Trời đất ơi. Đây là người nhà của anh kia. Củ thịt nấu ăn. Ghi điểm. Sườn nướng. Wow. Ui cua. Sườn nướng ngon hơn mà. Sao cái nhà này cũng ba phải. Cũng không mệt lắm nha. Nhà này ba phải. Nhạc bắt tay quá. Upbo lên nữa. Nhạc có gì dễ thương quá. Dễ thương quá. Nhưng mà cái kiểu Hương Giang mệt là mệt kiểu giận dỗi trẻ con chứ không phải là kiểu như là ghen tị lồng lộn á. Chứ thiệt chứ ngoài đời mà như vậy thì đấy nên là bảo là Hương Giang trong clip phải quá hiền ấy. Mà rõ ràng cái lời bài hát này nó hơi khó nhớ nhỉ. Hơi khó nhớ và nó không được catchy lắm. Em hơi mệt. Nói thêm một câu với con bạn thân hẳn em của mệt. Anh. Sao chị hiền thế? Sao chị không sao chị không kiểu thái độ ra nhiều hơn nhỉ? Kiểu clip, chị vẫn bị hiền quá. Coi clip này, director vẫn là Kawai Tuấn Anh. Ôi tức quá chị ơi, chị làm tức quá à. Kawai Tuấn Anh, một đạo diễn cực kỳ nổi tiếng luôn á. Thế không giải quyết gì à, không đánh nhau à? Chỉ là mệt thôi. Xem có cái gì nhỉ? After credit không? Không có.
Thế phải có giải quyết gì như kiểu là phải bảo là anh như này như nọ, xong rồi anh phải nói chuyện với bạn chị bạn thân như nào chứ? Tao thấy tình trạng chung là thế, kiểu tức nhưng không nói gì ấy. Thế giả sử bây giờ là mày thì mày cũng không nói gì à? Chắc là không. Thì cũng phải bảo với người yêu là anh, khoảng cách đúng không? Kiểu anh ơi, thì em biết là anh với cả bạn ấy là bạn thân, nhưng mà kiểu anh cũng phải nghĩ cho em này nọ, không, tại vì thực ra tao mới chính là người bạn thân. Ôi giời ơi. Nói chung là mình rất là thích MV này. Âm nhạc nó rất là bắt tai, rất là hiện đại, kiểu lắc lư. Nhưng mà làm rất là hay, rất là duyên, màu sắc, trang phục, rồi chính xác như rất là dễ thương, rất là hay. Nói là ok. Và đặc biệt là cái đoạn rap á, mình thấy rất là hay, kiểu như là cái kiểu nhiều 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 cái phòng á, nhiều kiểu hay hay, khá là hay. Nói chung là đây là một cái MV mà làm cho mình cảm thấy rất là ức chế mà mình... Không! Tao đồng cảm với chị Hương Giang, và tao cũng rơi trong trường hợp đấy, rồi mình đã dẹp lại bạn thân, không có bạn thân gì, các bạn không có bạn thân gì hết trơn. Chứ là bọn mình cảm thấy video này khá là, cái câu chuyện khá là bực mình, khá là cuốn, bực mình vì cuốn nên là mới hóa thân vào nhân vật và cảm thấy rất là bực. Đó, đồng chốt cảm lại là bực. Đồng cảm quá. Vậy thôi, và nếu các bạn video này hay đừng quên like, share và subscribe cho kênh channel. Và ngày hôm nay bọn mình rất là bực. Bye. Bực. Mỗi ngày là bực. Nhưng mà bài này nghe thì thấy cái chất nhạc của Trang Pháp luôn. Này, nhưng mà nghe trong bài này thì tao không biết là của Trang Pháp có hát không? Không. Không à? Trang Pháp là sáng tác. Ngày trước chị ấy cũng hát, nhưng mà bây giờ thì chị ấy thiên về kiểu producer và sáng tác hơn nhiều hơn. Tức là kiểu vừa nghe và xem MV thì thấy hay. Ừ. Đúng không? Chứ không phải là kiểu mình bật mỗi audio nghe. Nghe thì câu chuyện thì chị ấy nói nó khá là thú vị. Nhưng mà cảm giác là cái MV này quay đẹp, rất là khá là đầu tư, nhưng mà ý nhất là nó không bật dài như cái hai cái bài trước của Hương Giang rất là dài.